Xin chào các bạn, tôi là Song Vũ, đệ tử của thầy Master Phùng Phương. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng la bàn phong thủy Phùng Gia để đo hướng nhà, hướng văn phòng. Bước đầu tiên, bạn hãy tải phần mềm la bàn Phùng Gia về máy. La bàn được sử dụng cho cả hệ điều hành Android và iOS là như nhau. Đây, trên tay tôi là giao diện của la bàn phong thủy Phùng Gia. La bàn được chính tay Master Phùng Phương thiết kế và kiểm chứng cũng như được các đơn vị kiểm định chuyên nghiệp đảm bảo tính chính xác cao về độ số cũng như học thuật của phong thủy chính phái. Hỗ trợ nhiều loại la bàn như la bàn theo tuổi, la bàn cơ bản, la bàn 24 sơn, la bàn 65, la bàn 72 mạch và la bàn phân kim. Các chức năng hiệu chỉnh cảm biến của la bàn phù hợp với từng dòng điện thoại khác nhau, có chức năng chụp ảnh màn hình số đo để lưu trữ và gửi cho người khác, và rất nhiều tính năng khác được Phùng Gia bổ trợ thêm như thước lập cực, tinh bàn, thước lỗ ban, tra ngày xấu tốt và kiến thức phong thủy chính phái. Sau khi tải xong la bàn Phùng Gia, các bạn tiếp tục bước tiếp theo là chúng ta chọn la bàn phù hợp với mục đích sử dụng đo của mình theo tuổi hoặc là theo la bàn cơ bản. Bước 3, chọn loại la bàn khởi động bằng cách xoay bàn tay như tôi đã hướng dẫn. Các bạn có thể làm theo. Chọn vị trí đo, khi đo không đứng gần máy tính, thiết bị điện, ô tô, đồng thời tháo hết các vật bằng kim loại trên người cũng như các vật nhiệm từ để kết quả đo được chính xác nhất. Vị trí đo có thể đứng ở tâm nhà hoặc tâm cửa, hướng nhìn ra để đo. Bước 5, bạn cần giữ điện thoại cân bằng để cho tâm tròn vào chính giữa, sau đó nhìn lên điện thoại của mình xem tọa độ và hướng tốt xấu theo tuổi của mình. Trên đây là 5 bước sử dụng la bàn phong thủy Phùng Gia, xác định hướng nhà, hướng phòng. Sau đây tôi sẽ thực hiện cách xác định hướng của văn phòng Phùng Gia, các bạn cùng theo dõi nhé. Sau khi tính toán được vị trí của tâm phòng là tại vị trí hiện tại tôi đang đứng, nhưng mà do tại vị trí này đang có rất nhiều thiết bị điện cũng như là từ trường dẫn tới kết quả đo sẽ không được chính xác, nên tôi đã chọn vị trí cửa chính của văn phòng là vị trí đo để xác định cái hướng của văn phòng phong thủy Phùng Gia. Trước khi đo thì các bạn cần phải xác định được vị trí tâm của cửa chính. Tâm cửa chính xác định là vị trí trung điểm của cửa chính, là vị trí tôi đang đứng hiện tại. Sau đó các bạn xoay người ra phía cửa và tiến hành đo. Trên tay tôi đây là độ số đo được tại văn phòng Phùng Gia tại vị trí cửa chính là 314 độ Tây Bắc. Các bạn có thể theo dõi. Đây là một trong những hướng sinh khí, hướng tốt của bát trạch, sẽ đem lại phúc lộc vẹn toàn. Văn phòng đang có tọa tốn hướng càn. Nếu muốn biết thêm điều gì, bạn có thể để lại câu hỏi hoặc liên hệ vào số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ. Chúc các bạn vạn sự hanh thông.